Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định tầm nhìn, mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam phát triển từng bước trong 5 năm, 10 năm, 25 năm nhân dịp các mốc son lịch sử của dân tộc, 100 năm thành lập nước và Đảng ta 100 năm thành lập Đảng, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ. Thế nhưng, nhằm thực hiện âm mưu phá hoại, gây mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu và định hướng phát triển đất nước mà Đảng ta hoạch định, các thế lực thù địch đã xuyên tạc bằng những cái nhìn thiển cận, hẹp hòi và suy diễn đầy ác ý. Mới đây thôi là bài viết của Việt Tân cay cú rêu rao rằng, lãnh đạo cứ hay nói về tương lai xa lắc mấy chục năm, hay quan chức dùng bánh vẽ để mị dân. Trước hết, đây không phải là lần đầu tiên Đảng ta đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong lịch sử các nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta nhiều lần đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm. Các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị gần đây cũng xác định mục tiêu cho đến giữa thế kỷ 21 và chúng ta đang phấn đấu hiện thực hóa những mục tiêu đó, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử với nhiều dấu ấn nổi bật. Chủ trương đổi mới đúng đắn của Đảng gần 40 năm qua đã làm cho bộ mặt đất nước thực sự đổi thay. Hiện nay, Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong khu vực và trên thế giới. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được khẳng định. Xã hội cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thứ hai, việc đề ra các mục tiêu ngắn hạn, 5 năm đến 2025, trung hạn, 10 năm đến năm 2030 và mục tiêu dài hạn 25 năm, đến năm 2045 có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, được Đảng ta đã tính toán kỹ lưỡng, trên cơ sở phân tích thấu đáo bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và nội lực trong nước. Điều này đã được đưa ra thảo luận tại nhiều cuộc hội thảo khoa học, hội nghị, diễn đàn, đã xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân, được góp ý, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần nhờ tiếp thu ý kiến xác đáng của các tổ chức, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, các chuyên gia trong nước và quốc tế, các cán bộ, đảng viên của Đảng, các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Đảng ta đưa ra tầm nhìn, mục tiêu phấn đấu từng bước đưa nước ta phát triển không chỉ khích lệ, động viên, thúc giục toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mà còn chủ động tạo ra thế và lực ngày càng ổn định, vững vàng để đưa đất nước bứt phá, phát triển cùng với xu thế phát triển của thời đại. Những luận điệu mà Việt Tân cùng các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt càng cho thấy tầm nhìn hạn hẹp, tư duy ấu trĩ của chúng tư duy phản lại những giá trị tiến bộ của nhân loại và chà đạp lên ước nguyện chính đáng của người dân Việt Nam, ước nguyện xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.